Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mận và mình đến từ Quảng Ninh. Mình cảm thấy rất là vui trong ngày hôm nay, tại vì hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình với chồng. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp, các bạn có thể thấy nắng, trời xanh. Cảnh quan ở đây thì cũng rất là dễ chịu. Và hôm nay thì mình tâm trạng rất là vui nên mình muốn chia sẻ đến các bạn cuộc sống của mình như thế nào trước và sau khi kết hôn, và mình đã kết hôn như thế nào, quá trình mình gặp gỡ chồng mình như thế nào và đám cưới ra làm sao. Mình và chồng mình thì cũng tình cờ quen nhau thôi, qua một người bạn, là bạn ấy cùng quê với mình và đã kết hôn ở bên Hàn được 10 năm rồi và rất là giỏi tiếng Hàn, có con, sống ở bên này khá là ổn. Và khi biết là mình chưa kết hôn và cũng không có bạn trai, cho nên là bạn ấy đã giới thiệu một người đàn ông ở bên Hàn Quốc là bạn ấy quen, khá là tử tế và hiền lành. Mình thì sống và làm việc tại Hà Nội cũng được 10 năm rồi, học và làm việc. Thực ra công việc thì cũng ổn, mọi thứ rất là ok và mình yêu Hà Nội. Mình cảm thấy Hà Nội khá là hợp với mình. Người bạn mình giới thiệu là có một anh Hàn Quốc ấy. Tuy nhiên thì tuổi thì hơi cao, mình chỉ nhìn ảnh qua Facebook thôi. Khi cái đó thì cái ảnh ấy rất là béo, ảnh đại diện ấy, có Photoshop một chút, thì cũng không biết là ngoài đời như thế nào đấy. Sau khi ok gặp nhau thì cái khi đó là chồng mình được nghỉ, giống như là chồng mình làm giáo viên dạy ở trung tâm mà, cho nên là được nghỉ giống như nghỉ hè ấy ạ. Thì tháng 7 chồng mình có qua Việt Nam. Qua Việt Nam thì chúng mình mới gặp nhau, đầu tiên là gặp nhau ở sân bay thì mình đón chồng mình, sau đó là có kế hoạch đã lên sẵn rồi. Sau khi gặp chồng mình thì mình thấy là cũng bình thường, ngoại hình thì cũng ok. Sau đó là gặp nhau thì có một số các vấn đề như là nói chuyện thì mình không biết tiếng Hàn đâu, chẳng biết một chữ gì cả. Thì là mình và chồng mình nói chuyện bằng tiếng Anh, chồng mình cũng nói chuyện, giao tiếp được tiếng Anh một chút. Thì mọi thứ cũng ok như vậy. Sau cái chuyến du lịch về, mình và chồng mình ở Hà Nội khoảng 2 ngày tiếp theo là đi du lịch quanh Hà Nội, giống như là đi thăm Lăng Bác hoặc là đi Hồ Hoàn Kiếm dạo quanh. Và ngày cuối cùng thì mình gặp bác của chồng mình, bác ruột đấy ạ, bác trai ruột của chồng mình làm ở Bắc Ninh. Thì bác là rất là gần gũi, cũng dễ tính, vui vẻ, nói chuyện rất là nhiều. Sau cuộc gặp đó thì chồng mình về nước. Sau khi về nước thì bắt đầu chúng mình thường xuyên nói chuyện qua Facebook với nhau, tìm hiểu nhau thêm về tính cách, về suy nghĩ. Mình và chồng mình sẽ tìm hiểu nhau về tính cách là ăn uống như thế nào này, sau đó là suy nghĩ về phát triển hướng tương lai, như là về con cái, cuộc sống gia đình, rồi là cách kiếm tiền hay là về phần chi tiêu thì cũng là nói qua với nhau một chút. Tại vì phải hiểu như thế, chứ nếu không mà lấy nhau về bắt đầu cái này anh không đồng ý đâu, cái kia em không thích đâu, hay là cái này không được đâu, thì như thế thì khá là khó khăn. Ồ, lạnh quá. Nói chung là một cuộc sống thì nó phải thoải mái một chút, không có cái việc cầm tù hay là cấm đoán hay là quá là khắt khe đối với mình, thì mình như thế thì mình sẽ ok. Đó là cũng ok khoảng 2-3 tuần gì đó thì cũng ok. Thế là quyết định là hai người sẽ tiến tới hôn nhân. Cái quyết định mà mình đi tới hôn nhân ấy thì mình không có nghĩ nhiều đâu. Mình chỉ thấy là người này thì cũng là khá là tốt. Mình thấy Hàn Quốc thì cũng là một đất nước khá là phát triển. Công việc hiện tại ở Việt Nam thì mình cũng rất là ok. Nhưng có điều là mình là một người không biết tiết kiệm tiền. Mình kiếm được là mình mua sắm và mình đi du lịch hết. Đó thì mình cũng không hiểu nhiều về gia đình nhà chồng nhà mình đâu. Cũng chưa nói chuyện được với gia đình nhà chồng một lần nào cả. Gia đình nhà chồng mình chỉ biết là có ba anh em trai và chồng mình là người duy nhất mà chưa kết hôn. Thì khi đó mình mọi thứ thì cũng khá là mơ hồ như vậy, cũng không có gì chắc chắn cả. Mình chỉ có một điều khá là tin tưởng, đó là người bạn mình giới thiệu cho mình thì cái thông tin về chồng của mình khá là đúng. Khi đó thì mình lại không quan tâm đến cái việc là chồng mình thu nhập một tháng bao nhiêu, hay là cuộc sống ở bên này mình sang đây hai người thì sống như thế nào, nhà mua thì hình thức mua như thế nào, và bây giờ phải trả bao nhiêu tiền. Mình lại không biết cái những cái khoản đó.
Mình từ sân bay là ngày hôm nay là buổi tối thì mình về đến quê là sáng ngày hôm sau, và sáng ngày hôm sau tổ chức cưới luôn. Mâm cỗ thì bố mẹ đã đặt hết rồi, mình đã đặt người chụp ảnh, người trang điểm cô dâu rồi, cho nên là buổi sáng 8 giờ sáng là mình xuống chỗ trang điểm cô dâu. Khi mình về đến nhà là 4 giờ rưỡi sáng, sau đó là 8 giờ sáng là mình đến trang điểm cô dâu này. Trang điểm cô dâu xong thì lên trên tầng thượng chụp một tấm ảnh cưới. Chụp được một tấm ảnh cưới xong bắt đầu chạy vù một phát về nhà làm đám cưới luôn. Ngày hôm đó cưới thì cũng nắng đẹp. Nói chung là hôm đó hai vợ chồng mình rất là hạnh phúc trong cái lễ cưới đó. Sau khi cưới xong mình lại tiễn chồng mình lên sân bay về nước. Và từ khi đó đây là vợ chồng mình bắt đầu chuẩn bị giấy tờ làm visa để cho mình sang Hàn Quốc. Giấy tờ của mình thì không có vấn đề gì nhiều. Nhưng mà vấn đề giấy tờ của chồng mình là chồng mình tự làm hết. Tại vì nếu mà thuê người làm ấy sẽ nhanh hơn nhưng mà đắt. Nên là chồng mình không thuê, chồng mình tự làm hết. Ở bên Hàn thì chồng mình chuẩn bị giấy tờ trong vòng 2-3 tháng gì đó thì mới xong. Sau đó là chồng mình gửi giấy tờ sang. Thì trong cái thời gian đó thì mình học tiếng Hàn và thi chứng chỉ tiếng Hàn. Mình học tiếng Hàn ở Hà Nội, ở các trung tâm, thứ nhất là ở Sejong, mình học ở Sejong và ở Seoul. Mình học ở Seoul tại vì nó ở gần cái nơi mình ở. Còn ở Sejong thì mình phải đi mất tiếng rưỡi. Đi từ cái nơi mình ở mà sang cái nơi trung tâm Sejong dạy ấy thì phải mất tiếng rưỡi, đi rất là xa và mệt. Cho nên là mình chỉ học 2 khóa ở Sejong thôi và mình còn lại mình học ở Seoul. Visa thì không dễ đấy, ra lắm tại vì chồng mình thu nhập khá là thấp cho nên là bị điều tra, bị bên đại sứ quán ấy, điều tra lên điều tra xuống là tại sao thu nhập của bạn thấp như vậy, thì bạn có thể chu cấp được cho vợ của bạn không, vợ sang thì bạn có thể chăm lo cho vợ của mình không, cuộc sống của hai người thì có tiếp tục được không. Như thế là họ điều tra lên điều tra xuống xem là sự thật như thế nào, xem là kết hôn có thật hay không đó, thì lại bị điều tra thêm 1-3 tháng nữa. Thế là cả quá trình học hành làm giấy tờ và điều tra các kiểu thì phải sau 1 năm mình mới ra được visa. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, ngày 15 tháng 1 2020 thì mình bắt đầu bay chuyến bay sang Hàn, từ Hà Nội sang Incheon. Sang Incheon thì mình tự đi xe buýt về nhà chồng, tại vì nó chỉ có một chuyến xe buýt thôi và mình chỉ cần mua vé xe buýt từ sân bay. Thì mình xong khi mình xuống sân bay mình ra mình mua vé xe buýt rồi là một mạch về đến thành phố của nơi chồng mình ở đây. Chồng mình ra đến bến xe buýt đón mình thì bình thường thì không biết là đón ở đâu đâu, tại vì lúc đấy điện thoại mình sang thì không có wifi cũng không có số của Hàn Quốc thì đâu có gọi được. Thì khi đó đến cái bến cuối cùng của xe buýt ấy ạ, cái ông tài xế xe buýt rồi, ê xuống đi, thế mình mới xuống mình nói là thế bây giờ không biết làm sao chồng biết đâu mà đón. Mình ở chỗ này chỗ nào mình cũng có biết là cái chỗ nào đâu. Mình mới mượn ông tài xế cho biết cái điện thoại, mình có số điện thoại của chồng mình mà. Bảo chui chú gọi điện thoại cho chồng cháu với. Cháu ở đây chả biết đây là đâu cả, thì chồng cháu đón mà cũng không biết cháu ở đâu thì đón thế nào. Thì bảo nhờ chú gọi điện cho, nhờ gọi điện cho một cuộc. Thế là cái chú tài xế cho biết thì khá là tốt tính, cũng gọi điện giúp mình. Chồng mình thì chồng mình mới biết địa chỉ của mình là đứng ở cái bến chỗ nào số bao nhiêu thì bắt đầu đến đón. Thì sau mình đợi khoảng 15 phút thì chồng mình đến. Và sau khi thấy mình thì chồng mình cảm thấy rất là vui, tại vì ngày hôm qua không ngủ được vì lo không biết là vợ có sang được đến bên này không. Rồi sang thì nói là tự đi xe buýt từ sân bay đến nhà chồng thì không biết có đi được không, có bị lạc hay không. Nhỡ tự dưng từ đi từ Seoul mà đi lạc xuống Busan hay đi lạc ra đâu đó thì đúng là khổ. Thì lại phải đi vòng ra vòng vào để không biết tìm vợ ở đâu. Tóm lại là lo lắng nhiều lắm. Sau khi về đến nhà chồng thì mình lại phải lập tức sang nhà bố mẹ chồng để chào hỏi. Khi đó thì rất là mệt và lạnh. Ngày hôm đó mình xuống sân bay là khoảng 2 độ C. Về đến Chuncheon này cũng là 1-2 độ C. Rất là rét. Mình đến thành phố này là khoảng 10, 11 rưỡi 12 giờ trưa. Thì mình đến nhà mẹ chồng khoảng 12 rưỡi gì đó. Đến nhà chồng thì ăn uống chào hỏi tất cả. Sau khi ăn uống xong thì mình về nhà nghỉ. Và cứ như vậy sống bình thường 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng mình chỉ có ăn rồi ở nhà rồi đi siêu thị mua đồ ăn, nấu ăn.
ở nhà chẳng đi đâu cả. Đi đâu thì đi bộ, lại đi ra ngoài đi dạo dạo quanh quanh, thì bắt đầu đi bộ, lại đi chợ thì cũng đi bộ. Mới sang, thực ra người chồng Hàn Quốc ấy, họ sẽ không cho người vợ Việt Nam tiền nhiều, hoặc là không cho một đồng nào. Mình thì không biết người khác như thế nào, nhưng mình thì cho rất là ít. Giống như là đây là cái số tiền mà chi tiêu tất cả thức ăn trong nhà, tiền ăn uống, rồi là tiền sinh hoạt phí của em, là giống như là tiền tiêu vặt với lại tiền ăn uống, là tất cả mọi thứ là cho chỉ bằng này thôi. Đấy, khi đó là chồng mình cho mình được 400 ngàn won, 400 ngàn won một tháng. Ồ, bữa ăn các kiểu mà hai người mà 400 ngàn một tháng thì làm sao mà ăn được ở Hàn Quốc. Mình thấy áp lực. Thứ nhất là không có tiền, buồn chán, không thấy có cái vấn đề gì mà mình thấy ok cả. Chồng thì nhiều lúc khó tính, nói chuyện thì không có hiểu nhau. Hai người thỉnh thoảng mà cứ cãi nhau là chả biết ông nói gì, mình nói thì cũng chả hiểu gì cả. Ăn uống thì không có hợp. Thức ăn thì mua về thì mình nấu theo kiểu là Hàn mix Việt Nam, không có chọn chọn lựa nào khác. Thì mình mới nói chồng là thôi anh ơi, kiếm cho em cái công việc nào đấy để làm đi. Sau đó là mình đã bảo chồng mình kiếm việc làm, thì cái cô ruột của chồng mình làm ở một công ty mỹ phẩm thì nói là mới có một người nghỉ việc ấy, thì cháu xin vào đấy làm thử xem. Vợ chồng mình cảm thấy lúc ấy rất là vui. Và tự dưng lại có một công việc, lại còn ở công ty mỹ phẩm nữa. Mà công ty mỹ phẩm thì nghe cũng thấy ok, cũng không thấy vấn đề gì. Có nghĩa là cũng là lao động chân tay, cũng là công nhân thôi, nhưng mà nó nhẹ nhàng một chút. Thì vợ chồng mình làm hồ sơ thì cũng đến đấy là xin phỏng vấn làm vào làm ở cái công ty mỹ phẩm đó. Thì đến đó thì họ lại nói là họ không nhận người mới. Họ phải yêu cầu phải đọc hiểu tiếng Hàn nhanh nhẹn, rồi là phải có topic 3, topic 4 trở lên. Ai nghĩ được cứ làm công nhân thì tưởng không có tiếng thì cứ vào. Chỉ đâu đóng đó, mà trong cái người Hàn, người Việt Nam, người Lào, người Campuchia, người nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu sao họ không nhận. Thì có lẽ là chính sách mới của công ty, cho nên là lúc đấy mình lại thất vọng tập 1. Mình thất vọng tại vì mình đang hí hửng được đi làm, mình cảm thấy rất là vui vì kiếm được tiền, vì sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà tự dưng cái hy vọng mới dập tắt nên mình khá là buồn. Thì lại phải kiếm công việc khác. Thì khi đó chồng mình mới nói là em mà không biết tiếng ấy thì cố gắng chịu khó đi làm chân tay, hơi mệt một chút. Thì ở gần đây có một cái xưởng gà. Họ đang tuyển người. Tiền lương thì là lương cơ bản ở bên Hàn khi mình đi làm là 8.590 won. 8.590 won một tiếng, thì đổi ra tiền Việt thì khoảng được 160.000 tiền Việt gì đó một tiếng. Thế là vợ chồng mình làm giấy tờ vào đó xin thì được nhận ngay, tại vì công việc đấy là công việc chân tay rất là nặng nhằn. Mà họ nhận luôn, mình lại không được đi làm ngay, lại sau một tháng nữa, tại vì cái công ty đó vừa mới Tết xong thì không có việc. Không có việc thì họ cho công nhân nghỉ hết. Mình lại đợi thêm một tháng nữa mới đi làm. Thì một tháng sau đi làm, thực sự là ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, trong vòng một tuần đầu mình cảm thấy mệt 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 mệt, không có chỗ nào cựa được. Tại vì ở bên Việt Nam mình toàn làm văn phòng thôi, ăn rồi ngồi bàn đánh vi tính tách 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 thôi, chứ mình có làm chân tay đâu. Vào đấy làm ở xưởng gà thì làm cái gì ạ? Đầu tiên vào thì họ cho làm công việc nhẹ nhẹ thôi, 3 ngày đầu, 3 ngày đầu họ cho làm công việc nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như là bạn là chỉ đi lọc xương đùi nè, cắt thịt lườn nè, rồi là cắt cánh này đó, những công việc đó thì nói là nhẹ đối với cái xưởng đó, chứ đối với mình thì nó cũng đã là rất là nặng rồi, và mình cảm thấy rất là đau cái cổ tay này đó. Sau khi làm được 3 ngày họ bắt đầu cho đi treo gà. Trời ơi, những con gà công nghiệp mà nó nặng 3, 4, 5 cân ấy, có con nó nặng 5 cân mà cứ treo lên trên cao như thế này, treo lên trên cao như thế này. Wow, ngày đầu tiên mình về mà hai cái bả vai mình nó đau 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 muốn rụng cả hai cái tay rồi luôn. Tuy nhiên là mình cứ cố 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 và mình cũng không nghỉ ngày nào cũng đi làm. Bình thường thì người ta cứ nếu mà mệt hay đau là người ta nghỉ được 1, 2 ngày đó. Mình thì cứ cố ngày nào qua ngày khác, nên mình lại cố. Thế là mình làm được một tháng lương đầu tiên là mình được 1.300.000 won, 1.300.000 won tháng lương đầu tiên. Và mình đã cố tiếp tục như vậy trong vòng 2 tháng tiếp theo, có nghĩa là tổng cộng mình làm được 3 tháng. Qua 3 tháng mình thấy mệt quá, không thể tiếp tục được. Mình muốn đi học tiếng Hàn, rồi là mình muốn nói chung là cố gắng hơn. Mà công ty đấy thì thực ra nói là cố thì vẫn cố được, không phải là quá là khổ, tại vì công việc của họ thì không có nhiều.
thỉnh thoảng mới có ngày họ làm đến 7 giờ 7 rưỡi hoặc là 6 giờ 6 rưỡi thôi, còn bình thường là họ ít việc ấy, họ làm sớm toàn nghỉ đến 2 giờ chiều đã được nghỉ rồi. Cho nên có ngày thì không có việc thì cũng được nghỉ luôn. Họ có nghĩa là họ cắt thời gian làm việc của mình ấy. Một ngày có thể bạn làm không đủ 8 tiếng, chỉ được 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi. Công ty đó làm là như vậy. Tại vì ít việc là mình lại tiếp tục đi làm nông với chồng. Chồng mình thì vừa dạy học buổi chiều, buổi sáng thì đi làm nông, cho nên là chồng mình không có đất đâu. Nói có đất thì lại giàu quá, vui quá, đây lại đi thuê. Chồng mình thích làm nông cho nên là đi thuê đất. Thuê đất để trồng rau, trồng ớt rồi là trồng cái gì đó, tóm lại là kiếm thêm thu nhập một chút, tại vì bây giờ vợ thì không kiếm ra tiền, chồng thì phải làm nhiều việc như vậy. Nói chung là hiểu nhau hơn, chồng mình cũng tin tưởng mình hơn, có lẽ là khi ở Việt Nam thì cũng không tin tưởng lắm, hoặc là người Việt sang bên này thì tai tiếng rất là nhiều, thì có nhiều những cái scandal ấy ạ. Thì là dần dần hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, cảm thấy cuộc sống nó cũng thoải mái, dễ chịu hơn, rồi là mình chịu khó đi làm cùng chồng, phụ giúp chồng. Rồi thỉnh thoảng thì đi làm thêm ở quán cà phê, hoặc là mình đi làm nông. Đi làm nông ở cái khu của mình ấy có những cái nhiều cái trang trại làm nông rất là lớn, thì họ hay thuê người Việt làm theo ngày. Làm theo ngày trả tiền theo ngày, thì là bạn đi buổi sáng bạn làm 9 tiếng thì sau đó là đến cuối buổi tối là họ sẽ trả tiền cho bạn trong ngày luôn. Một ngày mình làm là khoảng có lúc được nhiều tiền được 75.000, có lúc mà ít tiền thì được 70.000 đối với nữ. Đối với nam là 85.000 đó. Thỉnh thoảng không có việc thì muốn kiếm thêm tiền thì mình sẽ đi làm nông như vậy. Và cuộc sống cứ như thế, thì đến bây giờ là mình cũng đã trải qua ở bên hàng được là 9 tháng rồi. Bây giờ sang tháng này là sang tháng 10 rồi. À, dần dần thì mình cũng cảm thấy cuộc sống thì khá là ok. Bây giờ thì cũng có chồng, chồng thì cũng tâm lý cũng lo. Tâm lý là tâm lý làm sao ạ? Sống thì cũng thoải mái và cũng hiểu biết, chứ thực ra thì chẳng lãng mạn gì cả, cũng chồng. Mình thì cũng chỉ muốn cuộc sống nó đơn giản, bình dị và khỏe mạnh thôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình sau 2 năm. Và mình hy vọng là cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ tốt hơn, êm ấm hơn và ít cãi nhau hơn. Đó là cái câu chuyện mà mình đã chia sẻ với các bạn. À, hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn một thông tin nào đó về cuộc sống của người Việt Nam ở Hàn Quốc, hoặc là một người Việt, phụ nữ Việt kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc.